Trang tìm kiếm việc làm trực tuyến Việt Nam Works thuộc tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Navigo Group Việt Nam tổ chức triển lãm và chia sẻ về chuyên đề Hành trình sự nghiệp hạnh phúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Để thông điệp hành trình sự nghiệp trở nên sáng tạo và dễ dàng tiếp cận với người tham dự, Việt Nam Works đã kết hợp cùng với các họa sĩ, nghệ sĩ đồ họa tổ chức buổi triển lãm. Mỗi tác phẩm là một tấm gương phản chiếu các tầng giá trị của công việc hiện nay, khiến người xem suy ngẫm nhiều hơn về những mong muốn phát triển bản thân, hướng đến những đóng góp giá trị cho cộng đồng. Trong phần chia sẻ và thảo luận, Việt Nam Works giúp cho người tham gia hiểu rõ hơn về nhu cầu thị trường, bản thân, hướng đến các giá trị ý nghĩa, đóng góp cho xã hội, góp phần tạo nên hành trình sự nghiệp hạnh phúc.